Em được không? Dạ được. Anh thì là người xây dựng, anh muốn nói với em là nắng gió công trường anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Em cũng hy vọng anh sẽ là một người của gia đình và giống cậu em. Cậu em cũng là một người của gia đình, cậu luôn lo lắng và chăm sóc không những vợ mà cả em nữa. Nên em cũng hy vọng anh thấy được cậu em. Anh cũng sẽ cố gắng là một người làm em của gia đình. Dạ. Nếu em đồng ý bấm nút nha. Dạ. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thủy, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán ở Bình Dương ạ. Em ở nhà ở Bình Phước. Nhà Bình Phước thì làm ở Bình Dương. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Nguyễn Đức Hùng, năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại là mình đang là nhân viên của phòng quản lý chất lượng của công ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1. Làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở Bình Dương, Sài Gòn. Tại công ty em thì ở tại thị xã Tân Uyên. Tức là dạ, của Bình Dương luôn đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Em thì sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên thì em ở lớn lên ở Đắk Lắk. Làm dạ, ở Bình Dương á? Dạ, em làm Bình Dương. Lại rồi, bạn bên kia là cũng là làm ở Bình Dương. Nghe cái cười tươi lắm, thấy thuận lợi rồi. Rồi, điểm mạnh yếu của mình đi bạn. Dạ, điểm mạnh của em là em chân thành và rõ ràng. Ừ. Có trách nhiệm với lời nói của mình và hành động của mình. Ừ. Mọi người thường nhận xét em là hiền và nhút nhát. Hiền và nhút nhát. À, chị phải ráng tự tin lên, không sao hết ha. Mình có nhược điểm gì không em? Em hiền, nhút nhát và khả năng giao tiếp của em không tốt. Ừ. Thế còn trong công việc mình không có thường hay giao tiếp nhiều hả? Dạ, em làm ở bộ phận kế toán nên giao tiếp nội bộ trong công ty nhiều. Ngoài công việc đó em có làm việc gì nữa không? Dạ, buổi tối em có đi dạy thêm tại trường Phú Lợi. Em dạy cái gì? Dạy lớp tình thương ạ. Dạy tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5. À, nếu như vậy thì mình cũng là phải năng động hoạt bát. Mình cũng dạ, giao tiếp tốt chứ. Ở trong lớp thì em giao tiếp tốt, mà ra ngoài em ngại. Giao tiếp với mấy em nhỏ thì tốt. Dạ. Giao tiếp với người lớn thì ngại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em thì ưu điểm của em thì chắc là nấu ăn tốt, chơi thể thao khá, hát hò thì trung bình, mà làm việc là bạch linh tinh thì ổn. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em chắc là cái tính của em nó hơi người ta gọi là lăn chăn á. Khi mà một việc gì đó thì em chưa suy nghĩ rõ ràng thì em đã quyết định rồi. Hát hò trung bình đâu, thử hát bài cho nó vui coi. Thôi thì gửi tặng các quý vị khán giả và các bạn bên kia thì gửi tặng bài cho anh gần em gần thêm một chút nữa. Trái tim anh hòa dòng máu nóng để yêu em. Giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngừng là hình bóng ấy. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 3 mối tình rưỡi. 3 mối tình rưỡi luôn? Rưỡi là sao? Rưỡi là tức là em cái mối tình cuối cùng của em thì nó gọi là bắt đầu chớm nở, nhưng mà nó chuẩn bị chưa tới đâu vào đâu thì lại phải dừng lại. Nên gọi là 3 mối tình rưỡi chị được. Rưỡi. Nhưng mối tình trong 3 mối tình đó, mối tình nào sâu đậm vậy? Mối tình sâu đậm với em nhất là mối tình thứ 3. À, bao nhiêu năm? Dạ em thường thường thì yêu trung tình lắm, 3-4 năm lận. Mối tình cuối đó cũng 3 năm. Tại sao lại phải chia tay? Dạ thứ nhất là vì khoảng cách địa lý, là nhà em có xảy ra chuyện thì em có về Đắk Lắk sống một thời gian. Và sau này thì em có xuống đây làm thì hai bên cũng có gặp nhau, cũng có nói chung cũng tình cảm với nhau lại, nhưng mà nó có gặp trắc trở về một số vấn đề nên là bọn em quyết định là chia tay. Rồi bây giờ tình trường của em sao? Dạ em có một mối tình 4 năm đại học. Rồi lý do sao chia tay? Em nghĩ là lúc tụi em quen nhau là đã sai rồi. Sao sai? Là sao? Tụi em quen nhau xong tìm hiểu nhau, thấy tính cách của nhau khác nhau, nhưng mà cố gắng để quen nhau, nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy không hợp nên chia tay. Thôi bây giờ ai cũng có mối tình rồi, chuyện cũ bỏ qua nè. Bây giờ mình nói tới người mới đi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai phải cao khoảng 1m7. Bên kia cao nhiêu em? Em cộng 4 phân em mới bằng được chỉ tiêu đó chị ơi. Bớt chút xíu được em. Dạ không sao ạ. À, em còn tiêu chuẩn gì nữa em nói? Dạ, luôn cho bạn trai. Không có đô con. Không có đô con. Không hút thuốc. Không gia trưởng. Hai cái đó em không có. Hòa đồng, vui vẻ, dễ tiếp xúc, dễ gần. Sao em được bao nhiêu phần trăm? Dạ em chỉ có là không cao được 1m7 thôi chị ơi. Còn lại em đáp ứng được chị ạ.
Được hết. Dạ. Rồi vậy bạn trai tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn của em về bạn gái thì là đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Và thứ hai là dễ thương một chút, ngoan hiền một chút, lễ phép một chút. Và em cần một người phụ nữ của gia đình. Nếu như một người phụ nữ gia đình ta có khiếm khuyết một cái gì đó trên cơ thể thì em chấp nhận à? Dạ không, tức là mình đang nói với Von thôi, tức là đầy đủ chân tay mắt mũi giống như mọi người. Dạ, nên còn nếu mà tình yêu đến thì mình không thể nói được vấn đề đó anh Linh. Đúng rồi, dạ, tình yêu mà đã nói được đâu. Dạ. Anh Quang xem thử có đầy đủ tất cả mọi bộ phận cơ quan. Chào em. Dạ chào chị. Dễ thương. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Dạ bê bối. Bê bối. Em có bê bối không? Dạ không anh ơi. Không có bê bối. Dạ. Lăng nhăng nữa. Có lăng nhăng không? Dạ không anh ơi, em chung tình 4 năm lận mà anh. Đàn ông bê bối lăng nhăng là cũng mệt lắm ha. Nếu như được thì khoảng bao nhiêu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ tùy vào bạn trai ạ. Tùy bạn trai muốn bước lúc nào bước đúng không? Dạ không phải ạ, tùy vào bạn trai thể hiện như thế nào. À, con số cụ thể khoảng 1 năm, 2 năm, 6 tháng gì được không? Dạ được, 1 năm. 1 năm? 1 năm. Đúng không? Đàn gái đầy đủ tất cả những bộ phận trên người. Không. Em hình dung bạn gái như thế nào em nói chị nghe coi. Chắc là một người em chào chị, một người chắc cao tầm 1m57, 58, trắng, da trắng, da trắng, tóc dài màu đen thường thường màu dữ lắm. Mình có phải làm dâu không em? Dạ có chị ạ. Hiện tại giờ gia đình em thì còn em, còn mẹ và em và em gái em. Mẹ em thì hiện tại giờ đang sống Đắk Lắk, còn em gái em thì đang bán thuốc tây tại Bình Dương. Ừ. Dạ. Ủa nếu mà vậy làm dâu là mình đi về Đắk Lắk sinh sống hả? Không, tùy vào thuộc vào người vợ của em. Người vợ của em nếu mà anh ơi mình về quê Đắk Lắk sống thì em sẽ về Đắk Lắk sống và ổn định công việc. Còn bạn nữ mà nói anh ơi mình ổn định tại Bình Dương đi thì em sẽ đồng ý theo bạn nữ. Ở đâu mà vợ chồng làm ăn, ăn nên làm dạ, ra. Dạ, nên làm ra là được. Có dạ. Của cải, tiền bạc dành dụm cho con cái sau này là được đúng không? Dạ, không nhất thiết là ở đâu. Dạ. Rồi, dạ. Đồng ý. À, nhà trai cũng rất dễ dàng ha. Dạ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với cậu mợ và em của em. Cậu mợ, rồi để nghe ý kiến cậu mợ coi sao ha. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong trường quay. Mợ thì thấy bạn trai này là mợ thấy được rồi. Bạn này cũng quê gốc Hà Tĩnh, cũng giống quê mình luôn. Tiêu chí chọn hai bạn ấy thì hai bạn đều đáp ứng được của nhau. Còn cháu của mợ thì rất là ngoan hiền, dịu dàng, cũng như tiêu chí của bạn đưa ra. Thì mợ thấy được ấy, mợ chọn bạn này. Mợ chọn rồi đó. Dạ cảm ơn mợ. Rồi em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bạn và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi đại diện đàn trai đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào hai bạn trẻ và xin chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình tên là Thu Thảo, mình là một người chị, cũng là một người đồng nghiệp với em Hùng. Hùng thường ngày thì rất là vui tính, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Chị thấy là bạn nữ bên cạnh là cũng rất là dễ thương, hiền. Và quan trọng là hai em là cùng làm ở Bình Dương. Chị thấy hai em là có nhiều điểm cũng rất là hợp nhau. Chị cũng hy vọng hai em cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau sau chương trình này. Rồi, cảm ơn chị. Qua khảo sát hết cả nhà rồi ha. Bây giờ hai bạn tự suy nghĩ, gặp nhau và quyết định có bấm nút hay không. Mở rào. Mời bạn. Mình có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Đây là cuốn sách Hãy Chọn Yêu Thương. Hy vọng là anh sẽ rút ra được nhiều yêu thương trong đó. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Em làm anh bất ngờ quá. Dạ, sao? Anh suy nghĩ về em khác mà giờ chắc lại. Nhưng mà thấy em dễ thương hơn trong lúc anh suy nghĩ. Hiện tại anh đang làm ở Bình Dương. Hiện tại anh đang làm Bình Dương. Anh làm ở chỗ đường gần chỗ miếu ông cụ của anh. Em làm ở trong V-Ship 2. V-Ship 2 à. Vậy mình có thể gần nhau rồi. Thường thường thì thời gian rảnh của em thế nào em? Em thì buổi tối 2-6 thì em đi dạy. Còn 3-7 thì em về nhà. Và chủ nhật thì ở nhà. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Anh muốn hỏi em nhiều lắm mà. Vậy là em hỏi gì ạ? Hơi run. Thường là người đẹp thì anh hay bắt được sống nhiều lắm. Vậy vậy. Mà hôm nay tự nhiên đẹp quá nên là cũng miệt lự dữ ha. Cũng được. Hẹn hò thế nào các bạn? Mỗi tuần ta gặp nhau bao lâu, bao nhiêu lần? Mỗi tuần thì anh có thể dành hết một tuần cho em được. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình như thế nào? Đối với em, tình yêu là một thứ gọi là thiêng liêng lắm. Đối với em thì em sẽ có hy sinh hết về tình yêu để không phải hối tiếc về
cái người gọi là mình chọn để làm vợ của mình? Bây giờ cho bạn trai một quyền ưu tiên, bạn hãy tiến tới nắm tay bạn gái. Bạn gái khá nhút nhát, mình phải chủ động lên. Nói gì từ trái tim của mình nha. Tiến tới, mạnh dạn lên, xin phép nắm tay. Anh nắm tay em được không? Dạ được. Anh thì là người xây dựng, anh muốn nói với em là nắng gió công trường anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Em cũng hy vọng anh sẽ là một người của gia đình và giống cậu em. Cậu em cũng là một người của gia đình, cậu luôn lo lắng và chăm sóc không những mợ mà cả em nữa. Nên em cũng hy vọng anh thấy được cậu em. Anh cũng sẽ cố gắng là một người đàn ông của gia đình. Dạ. Nếu em đồng ý bấm nút nha. Dạ. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Có cậu mợ, có bạn bè, tất cả mọi người chứng kiến. Chúng ta bấm nút là hẹn hò với nhau, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi nào. Hãy xin phép cậu mợ. Dạ xin phép cậu mợ cho con được được hôn bé. 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 Rồi. Hôn đi. Bé đang chờ. Đây là những chiếc fashion film cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây, một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Và đây là một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ gửi tặng cho hai bạn nằm trong căn nhà của hai bạn. Ông Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời các bạn, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Kiểu em sống nội tâm một chút, nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là người khác mà về nhà em mới được là chính em, kiểu như điên điên khùng khùng nhây nhây vậy đó. Nhây là em sẽ làm mặt bạn nè, nhây nữa là em sẽ giận luôn. Em không thích nhây nhiều. Anh thấy em đúng yên tâm đi, về nhây nhây chút em hết nóng. Ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi co ấy không có gì đó. Ẻo không xong. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mình giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, dạ. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chú Quyền Linh. Rồi, chào cô Hồng Vân. Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Phúc ạ. Năm nay em 24 tuổi. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 4 và đang làm việc ở bên quận 2 ạ. Phúc làm gì Phúc? Dạ em làm bên lĩnh vực khách sạn nhà hàng chung cư ạ. Khách sạn nhà hàng chung cư mà làm về cái gì cụ dạ, thể? Dạ em làm bên an ninh ạ. Xin mời nhà gái. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người và chào anh Quỳnh Linh với bạn trai bên đó. Em xin giới thiệu là em tên là Trần Phương Kim Thi, nên em được 26 tuổi, sinh sống tạm biệt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dạ em buôn bán nước hoa kinh doanh online ạ. Dạ em ở phường 7 Tân Bình luôn ạ. Vậy nhỏ hơn bên đây 2 tuổi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Cái câu của bà rất đúng luôn. Hợp với em luôn. Vậy là hợp rồi, coi như thuận lợi ban đầu rồi ha. Dạ. Và nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của Phúc là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em là người tự lập, có tính tiết kiệm, chân thành, nhiệt tình trong công việc, rồi. Vui vẻ và hòa đồng. Dạ, khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều. Tiêu biểu là em có hút thuốc ạ. Dạ. Dạ không, cũng ít ạ. Em không có biết uống rượu, em chỉ có uống bia thôi, nhưng mà kiểu là uống chút chút, kiểu xã giao là chính rồi. Kiểu em sống nội tâm một chút. Rồi kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là người khác mà về nhà em mới được là chính em. Dạ kiểu như điên điên khùng khùng nhây nhây vậy đó. Không điên điên khùng nhây nhây. Dạ nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà thôi, ở dạ. Ngoài không có vậy. Dạ đúng rồi. Ở ngoài vậy cũng vui đó. Thôi mời nhà gái. Mình. Dạ ưu điểm của em là thích ca hát và làm nấu ăn ạ. Cũng thích cái vẻ đẹp nữa. Đẹp đúng dạ, không? Dạ khuyết điểm của em là nóng tính, nhưng mà nóng tính cái hồi là mình cũng tự làm lành à. Có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng khùng điên điên thì sao? Dạ khùng khùng điên là em ngây đó, ngây dạ, đó. Ngây là em sẽ làm mặt lặng à. Ngây nữa là em sẽ
giận luôn. Anh không thích nhây nhiều. Đó, nhà trai ơi, người ta không thích nhây kìa. Trời ơi, cuộc sống giờ nó áp lực quá, nhây nhây cho nó vui. Em thường thường thì em trong phòng mà nếu mà em tập thể dục thì mới nhây thôi. Kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc gì đó. Vậy đó hả? Tức là nhạc lên làm gì? Dạ kiểu là hát rồi nhảy rồi vậy. Giờ tao thử nhạc lên coi em nhây cỡ nào. Ê, để đếm nó kéo gàm đi. Em kéo mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha. Dạ em có một bài nhảy em tặng cho rồi, bạn ok kế bên à. Vậy là được rồi đó. Nói sẵn nói về các mối tình của bạn luôn đi. Em thì chính thức là có hai mối tình à. Một mối thì vài tháng và mối sâu đậm nhất của em là gần một năm. Cũng như nhau à. Là cũng là vài tháng luôn á. Mà cái mối tình gần năm đó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm. Thì quen trong khách sạn hay nhà hàng hả? Dạ. Xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn nè. Dạ trong khách sạn nè. Chỉ là nhân viên làm trong khách sạn đó anh. Chứ không, chứ lại khách sạn đó phòng nó xịn, nó mắc lắm. Chứ tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm. Ai biết anh. Mặt là gian lắm à. Ai cũng nói gì hết trơn. Ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy trời. Bên đây người ta muốn đi về rồi nè, sao mà vừa nhây ai mà vừa... Ai nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Chào em. Dạ, em chào cô Hồng Nhân. Tự nhận mình là vừa gian, vừa nhây, vừa khùng, vừa dâm là sao trời. Dạ, tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á, nói là... Nói chứ Phúc không đi buồn lắm, tại vì có nó cái điên điên khùng khùng cho nó vui vậy. Đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó họ không có vậy đâu. Ừ, quan trọng nó không vậy đâu được rồi. Rồi lý do chia tay cái người con gái mà... Em khá là tự ti tại vì cô bạn nó quá giỏi. Em cảm giác như em không giỏi bằng người ta cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp tục. Chênh lệch quá đúng không? Chênh lệch quá. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Bên đây mình tình yêu sao nè? Dạ chào em Quỳnh Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Có mối tình nha. Nào chưa? Cao nha, cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. Lý do sao chia tay? Tại anh ấy hung hãn quá, với lại là hung hãn hả? Rồi trước một cô gái xinh thế này mà ai đỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Ê bỏ anh ghen đi. Dạ. Anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen. Dạ. Thì cũng có BD nữa chú. BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp rồi vẫn giỡn chút chút được. Trời ơi sao này nó nhiều tật quá vậy trời. Trời, chúng nghe chúng giật mình luôn nữa. Bởi vậy con cũng ráng con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị. Con chứng minh được nghiệp tao không ơi? Có thiệt không? Không, không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ, giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định á. Không có lăng nhăng này nọ, nó lại bủ phu, không giữ em không thích. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Ha. Chững chạc thì coi lợi. Ừ, đúng đó, 50-50 à. Ờ, 50-50 vậy. À, em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, em thì em đơn giản thôi là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ 1m50 trở lên thôi. Cái hai nữa là dễ nhìn, ưa nhìn. Quá ưa nhìn luôn. Vừa người, dạ, hiền lành, chất phát. Biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên nhau. Đây nhìn thấy là hiền rồi đó. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, giống mẹ em là được. Bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ em ạ. Dạ xin chào hai MC. Tôi là chào con. Tôi là ba của cháu Thi. Con về tương lai thì theo chú nhìn thấy thì cũng được. Bên đàn trai nhỏ, đàn gái 2 tuổi có sao không chú? Thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau, giữa gái hai cha hay mà cái đó là cũng là các cụ cũng đã nói gái hai cha mà tốt chú rồi, không có gì hết. Ai lớn tuổi hơn? À chú với cô thì cô lớn tuổi hơn. Lớn hơn mấy chú? Lớn hơn 2 tuổi. À, trời ơi, giống như nhau luôn. Được rồi chú ha. Ờ. À, cảm ơn nhà gái, còn nhà trai đi với ai? Em đi với mẹ em, rồi. Với lại một người anh của em. Chào chú Quỳnh Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Phúc. Thành ra hả, nhìn bé gái bên đây cũng dễ thương. Thành ra hả, thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau. Bên gái quá dễ thương. Thì có gì đó thôi. Cảm ơn nhà trai, nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Đúng rồi. Đã nha, đã nha. Bắt đầu đi. À, cái buổi chương trình này mình có món quà tặng bạn nè. Mong bạn sẽ thích. Chồng bạn đi nước ngoài mình muốn bán đi mình tặng. Rồi, cảm ơn bạn nè. Bây giờ biểu diễn cái lấy tình cảm cái nào. Để con ông lầy cỡ nào, nhặt lên con ông lầy nào nha. Dạ, thì qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem, mong mọi người đừng chê à. Em thấy rồi. Ông già. Yeah.
Xin hết. Vậy nó phải là nhây, vậy nó cũng phải là lầy, này là nhảy đẹp hơn. Ồ, vậy còn mà khi nào tưởng đâu là âm nhạc đó đi. Ồ. Lady first đi, em nói trước vậy. Bạn thấy mình như thế nào, có giống như trong... Bạn rất là xinh, rất là dễ thương. Có một cái giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó. Nhìn là mình đã một tí kết một tí. Kết tí. Bạn nói bạn làm an ninh vậy, cái thời gian mình đi chơi không hay là tiền? Không, thời gian của mình cũng rảnh lắm. Mà anh, mình chỉ... anh đi. Anh chỉ cần là đi đâu cũng được, anh chỉ cần có lý do thôi. Vậy bạn có hay nhậu không hay là... Không, cũng ít lắm. Thường thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi. Mình thì mình thích cà phê là chính. Mình hay đi cà phê mình lắm. Rồi coi phim cũng mình. Cho nên là do mình nhiều quá nên hôm nay là về nhà cũng hay biểu lộ, là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động lời nói. Thì bạn thích thích đọc sách đó mà, thế mình. Đúng rồi, mình cũng anh, thích anh thích đọc sách. anh cũng thích đọc sách. Em nhìn mà anh là em có thấy anh Giang hay là cái gì đó không? Không, thấy anh rất là thân thiện, rất là vui tính. Nhìn gương mặt anh giống cậu em á, có giống gì da giống cậu em. Mà con già lắm hả chú? Mà con già lắm. Không phải, con có nét mặt trẻ có duyên. Nhìn nó coi có thấy Giang không? Có ấy không? Có gì đó. Ẻo à, cong. Có không? Không. Em thì em có hay nóng tính đúng không? Anh nói em hay nóng đúng tính, yên tâm đi về, nhây nhây chút em hết nóng à. Còn anh thì anh cũng hơi nóng, nhưng mà thường thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phu anh về, anh chỉ đập bàn mà anh la anh nói này nọ rồi anh ra ngoài. Rồi đôi khi ra anh hút một điếu thuốc là anh bình tĩnh lại, nhanh lắm. Có, nhưng mà đi với em đừng có hút, em thích. Dạ, anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn. Tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa. Mẹ của em á là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi. Rất là trùng hợp luôn. Ồ, vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình. Yeah, vui quá. Bây giờ lại ta bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ đưa ra quyết định. Bắt đầu. 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? Em có bấm mà. Có bấm hả? Trời ơi, cái nút này nó dễ sợ quá. Cái nút bấm này thiệt tình à. Có bấm. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, con xin phép cô chú cho con được nắm tay bạn ạ. Đó. Rồi con xin phép gia đình cho con hung nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi. Dạ, vậy con xin phép cô chú cho con được hôn bạn nè. Anh hôn em tí nhé. Phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Nói chung là người ta có ưu điểm về cái khác thì phải khuyết điểm về cái nào đó thôi. Có vậy là quá hay rồi, quá nhiệt tình. Rồi bây giờ chúng ta vào vấn đề đi. Vô tình duyên đi. Mình trải qua bao nhiêu tình trường như thế nào rồi? Dạ thật ra thì em nghe nhiều người nói là nhiều người thương em, nhiều người thích em lắm, nhưng em không biết tại vì họ thương thường họ hay giấu hay sao đó. Thì em chỉ biết được là ví dụ như bạn bè thích em thì thông thường hay mượn vở em hoặc là mượn sách của em á, rồi hay viết trong những cái lá thư á, cái đính kèm trong sách, sau khi đó trả lại cho em, nhưng mà không có ký tên, không ghi ra, thành ra em cũng biết ai thích em. Rồi là cuối cùng tới giờ mình có mảnh tình nào chưa? Dạ chưa chị. Trời đất ơi, ba mươi mấy cái xuân xanh rồi. Chưa, nhưng mình có tình bắt tay luôn em mình hả? Mình có yêu đơn phương ai, mình thích ai không? Yêu đơn phương hả chị? Chắc cũng có chị. Tại vì mình ngộ nhận là cái sự quan tâm của người ta đó là tình thương, là tình yêu. Dạ, nhưng mà đó là không phải. Trời ơi, ba mươi mấy năm, 37 năm. Dạ. Chưa có mối tình nào hết. Rồi vậy là cũng chưa có nụ hôn nào hết, đúng không? Dạ em hôn người ta không à. Hả? Em hôn sao? Em hôn như thế nào? Dạ em hôn cháu em à, em hôn ba má em chẳng hạn. Có nghĩa là một cái nụ hôn của tình yêu là chưa có. Dạ. Thầy sao thầy? Dạ thì em thì tình trường của em thì em nói thật là em cũng trải qua một mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối phụ? Mối tình chính thức là em cũng trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cho nên nói chung là tụi em không hợp. Ai cũng có cái tôi lớn quá, biết không? Mà cả em á, thì em cũng phải có lo về gia đình cho ba mẹ khó lắm, ba mẹ còn hoàn cảnh khó khăn lắm, nên cái hồi đó em có phải hàng tháng là em cũng phải gửi tiền về phụ ba mẹ. Em nó gửi ít đó, còn hai đứa em nó gửi nhiều hơn, tại vì tụi nó khá giả. Nên đầu tiên ba cũng nói thẳng mấy câu là vậy đó, thì cô cũng im, cũng không nói gì. Em tưởng là cô cũng đồng ý rồi,
Nhưng mà sau về về sống với vợ chồng như kiểu như tôi không ấy, không có thoải mái về cái tinh thần về về tiền bạc á. Anh gửi tiền về cho ba mẹ là ba mẹ vui. Dạ. Thì ba mẹ cô ấy thì khá giả, thì cô ấy không phải chu cấp cái gì hết. Đó. Thì nói chung là cứ có vấn đề đó là sinh ra mâu thuẫn. Cái mối duyên đó được bao lâu? Mối duyên đó thì chính thức là được 5 năm, nhưng mà thật ra thì sống chung có 2 năm à. Có con chưa? Chú em chưa có con. À. Dạ. Mình chia tay được bao lâu, ly dị được bao lâu rồi? Chia tay được 5 năm rồi chị. Có giấy ly dị đàng hoàng không? Có đàng hoàng, em gửi chương trình đàng hoàng. À rồi, có gì cũng được. Em có ngại gì chuyện đó không? À, dạ không chị. À, thật sự ra thì em thấy ví dụ như đàn ông mà họ đổ vỡ một lần thì họ có những cái sự nhìn nhận một cách chín chắn hơn. Ừ. Với lại là khi mà họ bắt đầu một mối quan hệ mới thì chắc chắn là họ sẽ phải có những cái biện pháp để giữ gìn cái mối quan hệ đó để cho nó đi đến cái kết quả tốt đẹp và lâu dài. Nghe vậy thì chị cũng yên tâm ha. À, bên đây chưa có mối tình nào, bên kia thì đã gãy đổ một lần. Thôi thì hôm nay chúng ta nói lại ha, nói lại mình có những cái sự mới mẻ trong cái tình yêu. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ cao 1m65 trở lên, đừng có quá mập tại vì em thích người khỏe mạnh thôi. Rồi, dạ, trung thủy, thẳng thắn với lại là hiếu thảo. Không thầy, có nổ, em không thích bạn nam. Dạ, em không thích bạn nam nổ. Thầy không có nổ, thầy nói sự thật không à? Yeah. Thì tại vì em nói thật với anh Quỳnh Linh với cả em thủy ngựa á, thủy ngựa là phải thẳng luôn chứ không có giấu được cái gì hết. Ngựa vậy đó. Dạ, cho nên đó là lý do anh thích du lịch đó phải không anh? Dạ, thích đi du lịch lắm em. Dạ. Ở một chỗ không có chịu đựng được. Thích đi du lịch là thích đi. Là nói đi du lịch, thích đi mà đi là đi giấu về nhà mới nói sau. Hả? Vậy. Tại vì nhiều đi gia đình sợ có sự cái gì xảy ra, nhưng mà em đi nào chắc thần phụ trời phù hộ cái gì á. Em rất là an toàn, không bị sao hết, không có bể bánh xe. Em đi từ Đà Lạt mà về Nha Trang mà đi cái đèo Khánh Lê dài 33 cây số đó, mà em mỗi mình em đi cái xe máy xe quay đó, còn mấy người ta cũng đi phượt mà người ta đi xe phân phối lớn không ạ, mà em đi không có bị sao hết. Rồi chúc thầy mai mốt đi trong những chuyến đi phượt của thầy là hai người chứ không còn mình lẻ loi nữa nha. Dạ. Rồi bây giờ thầy muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái là em đơn giản lắm, nên không nói chung là dễ nhìn là được rồi. Rồi tính cách là nói chung là biết dung hòa mối quan hệ nội ngoại, rồi biết thông cảm chia sẻ với nhau. Vấn đề giờ anh còn gửi tiền về cho ba mẹ không? Bây giờ thì ít rồi, nhưng mà thỉnh thoảng lúc này ba đang sửa nhà nè, thì có lúc này phụ em gái phụ nhiều lắm, phụ gấp đôi của em á. Ừ. Em á mấy thằng em trai chỉ có phụ 1/3 cái số mà nói thôi. Tức là giờ ba đang sửa nhà vẫn gửi về? Vẫn gửi. Rồi chắc là chừng nào quen xong chuẩn bị đám cưới chắc ba sửa nhà xong rồi hả? Dạ. Ba sửa tuần sau là tuần hết tuần này là xong mà. Rồi vậy khỏe rồi. Anh có sao? Thầy mới có mấy anh chị em? Dạ em có ba anh chị em thứ hai. Ừ. Nhưng mà tất cả gia đình đều công chức nhà nước hết. Ừ. Đầy đủ. Dạ em giáo viên, thằng thứ hai kế bên á là bộ đội sĩ quan ở quận Tân Bình này nè. Rồi. Đứa em dâu là bên Dầu Khí. Quá dữ. Đứa em gái là bên Tư Pháp. Quá đứa em dễ làm công an. Rồi bây giờ anh có nhà cửa gì chưa? Nhà cửa thì có sẵn rồi đó. Có sẵn của qua ba mẹ đó. Ba mẹ kêu là mày muốn ở chung thì ở, còn không muốn tự lập ra ngoài được. Ba mẹ cũng không cấm đoán là chuyện làm dâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà ra ngoài thì anh có nhà riêng chưa? Em chưa thì em mua thôi, em cũng có dành dụng được miếng. Đúng chưa? Có tiền mua chưa? Thì đất ở Long An thì ven ven thì cũng đủ, nhưng mà khi mà cất nhà thì nói thiệt là cũng phải nhờ bạn gái cả hai bên cùng hỗ trợ là thêm thôi, còn đất thì đủ khả năng mua. Đủ mua rồi. 40 tuổi rồi anh phải tích cóp cho anh ăn rồi. Ừ. Anh xách xe đi chơi không, anh không đi dành tiền mua nhà mua cửa. 40 tuổi anh lấy vợ mà giờ đâu thể nào hai chồng ở nhà trọ được. Dạ. Bây giờ á mà một hồi nữa mà đồng ý ok hết rồi là về phải lập tức gom góp kiếm miếng đất mua đi, rồi từ từ đi làm dành dụm rồi xây cái nhà lên mới đám cưới được chứ. Dạ. Không lẽ bây giờ 40 tuổi về ở nhà trọ? Không, tại vì mấy bạn gái thích ở với ba mẹ thì ở có nhà luôn, có sẵn luôn. Thì nhà rộng lắm, bây giờ mới nên gác luôn, rộng rãi lắm. Còn không thì ra ngoài ở. Bây giờ vậy nè, ba mẹ đang ở với ai? Ở một mình không à, không có ai hết. Ba mẹ lớn chưa? Ba mẹ em là năm nay 6 năm tuổi rồi. 55 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ em hỏi anh nè, anh là bèo hơn bên nhà gái rồi. Bây giờ nè, dạ. Nhà thì gái bèo hơn. Bây giờ nhà gái nè, 37 tuổi nhưng người ta có nhà riêng rồi. Để bắt rẻ được không? Cái chuyện đó em không thành vấn đề, cái chuyện em ở dễ hoặc là bạn gái muốn ở đâu thì em ở đó. Được. Em không thành vấn đề, nhưng mà em chỉ có một cái điều là biết sao cái bạn gái biết làm sao người vợ sau này của mình là biết dung hòa mối quan hệ giữa các thành viên. Rồi, trong gia đình yên tâm. Bây giờ có chuyện này quan trọng nữa nè. Dạ. Có vài người lên chương trình bạn muốn hẹn hò. Dạ. Ly dị rồi, gãy đổ rồi, lên đây nói rồi, nhưng mà lấy cái gì xác minh? Nhiều khi người ta nói không đúng sự thật, người ta chưa ly dị xong, chưa giấy tờ đàng hoàng mà người ta nói người ta ly dị rồi. Không, em có giấy tờ chứng minh đàng hoàng, em gửi chương trình mới chấp nhận để kêu em đi chứ mà. Tức là giấy ly hôn đúng không? Ly hôn đúng không? Có giấy độc thân không? Có đó, độc thân rồi, có cái chứng nhận nơi công tác luôn. À. Em làm việc cái gì cũng phải đầy đủ. À,
đầy đủ thì có quen ai trước khi chia tay với vợ chưa? Không có quen ai hết. Cô nào theo đuổi không? Không có ai đuổi kia theo đuổi em rồi. Em thích á nhưng mà chưa ai theo đuổi luôn. Em rồi, thích hỏi vậy là biết rồi. Được rồi. À, để anh Quang gặp bên đàn trai thì đàn gái ha. Chào em gái. Dạ em gái chào anh. Thứ nhất là bên đây về công việc thì ổn định. À, vấn đề chỗ là chưa có người nào đó để kèm cái chân con ngựa này lại thôi. Dạ. Ha. Tuổi con ngựa mà dạ. chạy suốt vậy đó. Nếu như mà em kèm chân được thì anh nghĩ rằng nó cũng sẽ rất là vững chắc. Đây là con người cũng năng động, cũng sáng tạo, cũng thoải mái lắm. Ha. Anh thấy là vậy đó. Nãy giờ trao đổi thì em thấy có hợp gì với em không? Em thấy về tính cách thì xét một số điểm thì cũng khá là phù hợp với em. Dạ. Thêm một cái nữa là em muốn hỏi anh là lúc mà anh nói là khi mà còn đang chung sống với vợ thì là anh có đóng góp cho gia đình. Nhưng mà khi anh đóng góp cho gia đình vậy thì anh có trao đổi với vợ anh không? Hay là anh đóng góp âm thầm mà vợ anh không biết? Không, anh có chứ. Trước khi mà hai đứa cưới nhau xong rồi nha, là ba có gọi 6 đứa, dâu rể, trai gái ra nói như vậy. Hai đứa em á thì nó đóng góp nhiều hơn. Còn anh thì đóng góp, tại nó thấy anh thu nhập ít, giáo viên á, thu nhập vùng sâu, dạ hồi đó dạy vùng sâu vùng xa á, nó cực khổ lắm. Nên thôi cho anh chỉ phụ cái phân nửa, anh có bao nhiêu thì anh phụ bấy nhiêu thôi. Dạ. Nhưng mà khoảng phân nửa đó, hồi đó 3 triệu quá thì anh phụ có 500. Đó, vậy đó. Dạ. Vậy có thì... báo với vợ, dạ. Mà vợ không vui. Dạ. Còn hỏi gì nữa không? Dạ, anh cho em hỏi thăm là bây giờ nếu như mà em ở Bình Dương, anh ở Long An, thì anh nói là thứ bảy chủ nhật thì là anh không có phải đi dạy thì anh có thể lên Bình Dương được. Vậy anh có ý định là mình chuyển về và sinh sống luôn ở ngay tại Bình Dương không anh? Nếu mà có điều kiện về Bình Dương thì càng tốt, nếu mà thuyên chuyển được. Nhưng chả bây giờ thầy cả thuyên chuyển cũng hơi khó khăn. Dạ. Em biết bây thời buổi này hơn, vô biên chế nhà nước khó lắm anh Linh, khó rất là khó. Dạ, anh đã được vô biên chế rồi ạ? À? Anh vô biên chế, anh dạy 18 năm rồi mà. Dạ. Như vậy là bây giờ là thành dân Long An luôn rồi đó không anh? Dân Long An rồi, anh vô trong này là 22 năm, học sư phạm 3 năm, rồi đi dạy 18 năm. Yeah. Rồi, bây giờ là chắc chắn mà hỏi một câu vui à. Thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo chưa có con. Có số điện thoại của thầy cô ở trên trường cũ vẫn còn. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi, em nói có. Thầy dám rồi sao nói dám trước mọi người được? Ủa? Mà nó nghe nè thầy ơi, nó nghe là thầy. Mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết, mạnh khỏe này, tiêu hết đất, em hết đất cho. Em sáng nào cũng tập thể dục. Ông chuyện hết đất với đẻ con không quan trọng, không có liên quan. Hết đất với đẻ con nó khác xa nhau. Có nhiều người hết đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Tại biết sao không, cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài. Cái tâm lý anh, cái chị tâm lý nó không thoải mái. Nó không thoải mái vậy gì? Cái, về cái lúc... Đó. Mà cả em hỏi á, em hỏi vợ, hỏi cô á, sao không có con, hay là đi khám đi. Cô ấy, cô nói chứ, việc gì mà phải khám, mà có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Cô cứ vậy rồi. Vậy đâu phải bệnh hoạn gì, cái đó mình vẫn đi khám, mình biết mình phát hiện. Chà, em kêu cô cả hai đứa cùng đi khám, cô chị không chịu đi khám. Bây giờ một mình anh đi khám đi, là có anh có khỏe không? Dạ thì có nhu cầu thì em đi khám. Đúng rồi. Em gì? Đúng, phải dạ. Khám, yên tâm. Dạ. Rồi sao, lấy nhau về phải đẻ liền. Dạ. 40 chứ 37 rồi, dạ. Dạ, con mọn. Ha, dạ. Bây giờ đi khám trước đi nha. Dạ. Quen nhau cái làm đi khám liền, dạ. Bấm nút là đi khám. Dạ. Về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới dám cưới với mình. Dạ. Nha. Dạ. Nha thầy. Dạ. Rồi được, để thầy đảm bảo. Đảm bảo 100%. Giờ hứa đi nữa là anh sẽ đẻ được. Đâu đẻ được. Anh sẽ đâu mình phụ nữ anh đâu sẽ mà làm cái đẻ được. Thì sao? Thì phải khẳng định gì cho cổ tin chứ sao đẻ không được. Năm anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được hả? Được. Nói chung là thầy rất thoải mái, thầy dạ. Rất là đây là thật tình đó, đây là con người rất là chân thật ha. Dạ. Đừng lo điều đó. Bây giờ anh đã hỏi đủ hết trơn rồi, em thấy tin chưa? Dạ. Rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ về ở chung ba mẹ làm dâu đó, em đồng ý không? À, làm dâu bên nhà ảnh đó hả? Ừ. Dạ, em cũng thích ở chung nhiều người trong gia đình. Ừ. Dạ, cho nên làm dâu đối với em không thành vấn đề. Bây giờ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi ở dạ. Đó, rồi mình khỏi ngôi nhà mình dành dụm ra số tiền để mình lo cho tương lai. Dạ, được sẵn là có thời gian đi du lịch luôn. Rồi, hay quá. Hè này anh dự định đính đi ấy đó, chuẩn bị là đi ngã ba Đông Dương á. Lo là mang đi đi anh hoài. Không, không phải, biết sao không? Ngoài em đi dạy nha, em còn tối em về làm thêm á. Làm gì? Em đi làm bảo vệ. Đúng. Đó, em lấy cái tiền đó em đi du lịch chứ không phải lấy tiền lương của em anh đi đâu. Dạ. À, dạ. Tức là làm thêm lấy tiền đi du lịch, dạ. Cái này tốt nè. Nhưng mà mẹ Út có vợ rồi. Không, không đi nữa. Không đi nữa nha. Chừng nào dành dụm để lo cho con để xây nhà, xây cửa rồi nha. Rồi, vậy là được rồi đó. Bây giờ hôm nay là
chị có đi, em có đi với người thân không? À dạ có, em đi với lại mẹ của bạn em, với lại là những người bạn, những người em đồng nghiệp thân rồi, thiết của em. Rồi cho chị gặp ai đại diện ra chị xin ý kiến. Dạ. Đại diện bạn gái đi. Dạ. Dạ chào cô. À, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Mình là mẹ của bạn Thư chứ không phải là mẹ của Thư. Dạ. Sao nãy giờ cô thấy cái anh này như thế nào, có hợp lý với cô gái bên kia không? Nói chung thì cô thấy anh này hiền lành, thật thà. Cô thấy thì cũng ok hả con? Ok. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Thì chúc con thành công đi. Dạ, con cảm ơn mẹ nhí. À, sao cô có cô xúc động quá hả cô? Lý do? Tại vì chúng nó lớn tuổi hết rồi. À dạ. Mà hôm nay em mới đi hẹn hò. Dạ. Dạ không phải ế đâu cô, mà là đợi người tử tế để yêu cho nên nó mới trễ vậy đó ạ. À. Chắc là vậy, chắc là vậy. Coi như là hai người hẹn hôm nay gặp nhau phải không? Dạ. Vậy thôi. Một lần nữa cô xin chúc thành công. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi bây giờ thầy giáo đi với ai? Dạ em đi với cô hiệu phó. Dạ. Cô hiệu phó. Dạ chào cô. Dạ xin chào MC Huyền Linh và Cát Tường cũng như dạ. Khán giả trong trường quay. Thì đại diện cho nhà trường thì đi giới thiệu quà thì cũng nói về đôi nét. Thì thầy rất là hiền và dễ thương và thầy rất là yêu trẻ con. Và cái điểm mà thầy quyết định của thầy á thì hơi nóng tính. Lý do là phải nói chuyện phải thẳng thắn, nếu mà ai dối thì thầy rất là bực mình. Thì cái qua cái chương trình này thì chỉ mong là em và Thu em Thư ạ. Em và Thư á thì cứ tiến tới hôn nhân đi, chị thấy được rồi đó. Dạ. Chị chấm rồi đó, được rồi đó bà ơi. Dạ. Cố gắng nha, ủng hộ em. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô khó. Thôi bây giờ nãy giờ tâm sự hơi nhiều rồi ha. Dạ. Ý kiến người thân rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn ế mình. Kéo màn. Kéo màn. Kéo rèm ủa, kéo cổng. Ồ. Chào em. Dạ chào anh. Wow, cũng không hẹn mà gặp. Cảm ơn anh. Em có quyển sách để tặng anh. Dạ cũng giống như là cái tựa của quyển sách là giao tiếp bằng trái tim, thì mình cứ cảm nhận như thế nào bằng con tim thì mình cứ thoải mái để có cái cơ hội để đến với nhau. Dạ anh, cảm ơn. Anh rất thích với cái tựa đề của cái quyển sách này. Dạ. Đó, con người anh chính nào đúng với cái tựa đề này, anh thích thật thà luôn. Dạ. Dạ. Anh thích giao tiếp nhiều. Dạ. À. Từ nãy tới giờ thì em thấy anh với lại anh MC Quyền Linh trao đổi với nhau khá nhiều, chứng tỏ anh cũng có khả năng làm MC lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Rồi. Ngồi vào ghế rồi chúng ta tâm sự nha. Ngồi ạ. Ngồi đây luôn hả? Thầy có quà. Đạo Phạm ở quê Long An á, Đức Hòa, em tặng em gửi là anh em đi. Cảm ơn thầy nha. Rồi, rồi gửi em Đạo Phạm quê Long An, Đức Hòa. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Có bà kia nữa kìa, để bà la đó. Em có chứ. Có thì dễ gì cũng có được. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Thấy chưa? Nó làm mai nó sướng lắm, có Đạo Phạm ăn hoài à. Thành ra từ lúc tôi làm mai tôi lên gần chục ký rồi đó. Em hỏi anh trước đi. À em hỏi anh trước hả? Dạ anh bây giờ nhà anh ở ngoài Hưng Yên thì còn ai ở ngoài đó không? Không, ba mẹ đi vô đây hết rồi. Dạ. Anh em với cả cha mẹ với cả bên ngoài là đi vô hết trong này rồi, cả bên ngoài cũng có một số người vô trong này hết rồi. Dạ. Dạ. Vậy là giờ là thành dân ở trong miền Nam này luôn. Thành dân trong miền Nam 22 năm rồi. Dạ. Anh thích đi du lịch, anh đã đi được những nước nào rồi? À, không đi nước thì anh chưa có đi, tại nói thật với em là anh không biết tiếng Anh. Tiếng Anh giỏi nó không phải biết mà anh tiếng Anh hạn chế lắm. Dạ. Đó. Còn đi miền Tây này là anh đi đủ hết các tỉnh rồi. À, tức là trong Việt Nam là mình đi cũng gần kha khá rồi. Cũng kha khá rồi. Dạ. Em thì em cũng có cái sở thích đi du lịch. À. Nhưng mà em thích đi du lịch bụi á, tức là tự lên kế hoạch và tự đi. Ừ anh cũng vậy đó. Anh vậy anh là hai anh đi đó. Hai anh em mình có thể tiết kiệm tiền để đi du lịch được đó. Được rồi. Hai người đi bụi luôn đi. Anh dự định thì chừng nào mà mình có thể ổn định được để có thể lập gia đình được? Anh thì anh cũng sẵn sàng ổn định, tại vì biết anh cần có người cõng chân anh lại thôi. À có người đấy để theo cô, xong rồi đó là lo cho con cái sau này. À. Chỉ cần người trói chân thôi hả? À. Không có trói tay. Rồi anh được quyền hỏi em á. Anh thấy em thấy anh như nào?
À, thứ nhất là dáng vóc thì cũng được, tại vì em không thích người gọi là gì ta quá mập phải không ạ? À, dạ, thứ nhất là chiều cao cũng được. Dạ, em nói là quan điểm của em mà không không có ảnh hưởng gì đến ai hết trơn. Dạ. Không có nói gì ai đâu. Hơi buồn quá. Anh tập thể dục là anh thích hít đất hả anh? Anh thích hít đất ạ. À, thích hít đất. Dạ. Rồi chạy bộ luôn, sáng nào cũng phải dậy 4 giờ dậy là đi tập thể dục. Là 5 giờ giao ca là đi về xong rồi đi dạy luôn đó. Nên đi dạy luôn. Dạ, rồi tối còn làm bảo vệ nữa. Tối làm bảo vệ. Anh khá là đa tài vậy, anh có thể làm được nhiều thứ vậy? Đâu, anh thì anh không có, nói thiệt anh không có đa tài, anh chỉ biết đâu, được cái này anh cũng chăm chỉ chịu khó. Dạ. Biết sao không? Còn cái vụ mà tính toán cái vấn đề mà buôn bán á, anh tính dở anh thiệt. Anh không vậy là anh giống em á, tại vì thực sự đối với em á thì em nói nhiều, cho nên em thích con chữ hơn là em thích con số. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Anh thích bằng cái thực hành thôi chứ đừng có bằng lời nói. À thế à? Hai người thích con chữ hết luôn hả? Dạ. Thích con số thì tôi cái gì? Thêm con số vô nữa. Vừa có chữ vừa có số nó mới được. Rồi, mình cảm nhận về con gái đối diện như thế nào hả? Thầy giáo. Em cảm nhận là bằng cô giáo thì cho em đọc cái bài thơ đi. À dạ. Qua cái bài thơ này tất cả em gửi vô cái bài thơ này. Wow. Và cái bài thơ này nói thật là cũng sưu tầm trên mạng về cũng sửa cho nó phù hợp với hoàn cảnh bữa nay. Dạ. Chứ thật chứ em cũng đó. Vậy là anh cũng có sáng tạo đó. Dạ. Trời ơi, sao mà nuôi bài thơ đi. Em có bằng lòng làm bạn gái của anh. Em có bằng lòng để làm bạn cùng anh, người giáo viên đến từ miền Tây Nam Bộ. Nếu thương anh xin em bằng lòng nhé. Em gái à, em chấp nhận được không? Lần đầu gặp gỡ coi như một cơ duyên. Anh là người ngày ngày gieo chữ, còn em là cô gái dễ thương dễ mến, một bông hoa rực rỡ giữa đời thường. Bông hoa này em đã tưởng tượng rồi. Yeah. Chắc chắn là rực rỡ. Em có bằng lòng làm bạn của anh chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ những vui buồn. Nếu một ngày em thấy mình không ổn, gọi cho anh hứa sẽ phi đến liền. Anh sẽ bên em bảo vệ và chở che để bù đắp những ngày ta không gặp. Câu từ của anh dù là hơi thô thiển nhưng trái tim anh lại cháy bỏng ngọt ngào. Rồi cô đáp lại thầy liền. Câu mà anh nhớ nhất là lúc nào không ổn báo cho anh phi tới liền. Dạ, em đang đúng chú ý đến điều đó, tại vì anh tưởng tượng không anh cho nên là thích là phi. Rồi bạn gái mình đáp trả lại liền đi bạn. À, em thì không có khả năng sáng tác thơ như anh, cũng không có khả năng gọi là cải biên ở trên cái thơ của người khác, nhưng mà em rất là thích bài thơ Tôi Yêu Em của Pushkin. Thực sự ra thì bài thơ này là hồi năm học cấp 2 em đã được bình bài thơ này. Thì thầy giáo chấm em được có 8.5 ha, trong đó thì bạn lớp trưởng của em thì được 9 điểm, tại thầy nói em là lúc đó hình như con chưa biết yêu hay sao đó, cho nên con bình thơ được có 8.5 hả con. À, cho nên là cũng bạn phép đọc lại cho anh những câu thơ đó. Em Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng hơn nữa hay lòng em đã gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi lạ rực lòng ghen. Tôi yêu em chân thành đầm thắm, mong em được người tình như tôi đã yêu em. Cho nên thật sự ra thì con gái hoặc là phụ nữ thì người ta mong muốn là người ta gặp được người đàn ông thương mình chân thành. Dạ, và bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi thì thành ra em muốn là tìm kiếm một người mà có cái sự thành ý trong cái việc là tiến tới để xây đắp gia đình, sinh rồi, con. Bây giờ mình sẽ vô cái chuyện hẹn hò nè. Bây giờ lần hẹn hò đầu tiên khi nào, ở đâu, thầy tổ chức lãng mạn ra sao? Lần đầu tiên hẹn hò thì tại vì nói thật lúc này thứ bảy nhật em đang phân bại đi học để đi chuyển nhạc nương á, nên em sẽ dành ngày thứ hai thứ ba em có rảnh không? Dạ không. Thứ ngày thứ hai ba cho dạy anh khó quá. Không, tại vì em còn phải học thứ bảy, ba cái ngày thứ bảy chủ nhật nữa. Dạ. Thầy nói em nói thiệt. Dạ. hẹn em anh không tới thì cái lần hẹn đầu tiên nó mất ý nghĩa đi. Vâng. Thì anh cố thôi, anh cố gắng em ngày thứ sáu tuần này thứ sáu cuối tuần này anh sẽ tranh thủ, anh nên càng sớm càng tốt, tại vì thứ sáu nó là ngày mai ngày mốt học sinh nó thi xong rồi, ngày thứ sáu á là có thể giáo viên được nghỉ. Yeah. Anh tranh thủ anh lên với em. À, lần đầu tiên tổ chức làm sao cho nó, cái lần đầu tiên là đi đâu như thế nào, thầy làm sao cho đến xuất hiện lãng mạn ấn tượng, thì bằng cái tấm lòng chân thành của mình thôi. À, cái khả năng của mình làm sao thì cho bạn gái vui nhất và ấn tượng nhất cái buổi gặp đầu tiên. Vậy thôi, trong sự nhờ anh mà vậy. Yeah. Em cũng biết là anh có tính làm gì, anh nói sơ sơ biết.
Thì cũng thật tình chưa chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Dạ thôi cái gì không biết thì cứ nhờ bác Google anh. Dạ, tra Google trước lên gặp em nha. Thì nhớ chúc mấy em bấm nút xong rồi á. Em gọi số điện bấm nút. Thôi bây giờ vậy, thầy nói với đàn ông mà, thầy 40 tuổi rồi, cô này 37 tuổi mà cô chưa có được mối tình nào. Thì cô đến cái chương trình, cô cũng mong một cái gì đó ấn tượng, nó ngọt ngào. Để đáng nhớ cái ngày hôm nay, ngày kỷ niệm. Bây giờ thầy tiến tới, thầy làm gì đó thầy làm tùy thầy. Nói gì đó tùy thầy. Cho nó ấn tượng, nói thật lòng, có sao nói vậy. Đó, thầy nói đi, cái lời thành thật thôi nhất. Nói sao để cô rung động, trái tim của cô ấy mới quan trọng. Thật lòng, thầy đứng lên. Con tim của anh á, bị nó đập loạn hết rồi á. Yeah. Nó đập loạn rồi. Thì tiến tới thì thầy tiến tới trước mặt cổ, mượn cái tay cổ cầm, nói thì em cho anh. Em có được quyền ngồi không anh? Thì em cứ thì anh em cứ ngồi đi. Yeah. Thì cũng như lời bài hát á, bài hát tình cây và đất, anh muốn hy vọng anh là đất, em là cây, sẽ vinh phúc, sẽ chọn cuộc đời này. Em cảm ơn anh. Cây và đất quan trọng lắm anh ạ. Nước nào cũng phần hai thứ đó. Đúng rồi anh. Nói mình đang suy nghĩ điều gì cô gái đối diện, mong muốn điều gì, nhận xét cô sao? Trời, cô gái có gương mặt rất là thưa, có gương mặt rất là phúc hậu. Giọng nói rất là ngọt ngào dễ nghe. Nói chung là phù hợp với cái tiêu chuẩn cái bạn gái mà em cần tìm bấy lâu. Bây giờ em cảm ơn anh Quỳnh Ninh và chị Cát Tường, hôm nay chắc em đã tìm được. Một nửa của anh ha. Một nửa của anh. Dạ cảm ơn anh. Rồi ok, ngồi xuống đây đi anh. Bạn gái còn muốn nói lời nào với ảnh không trước khi quyết định? Dạ em nghĩ đây là một cái cơ may, là một cái cơ duyên, và cũng xin cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo cái điều kiện, cái cơ hội để cho em và anh có cái dịp được gặp nhau ngày hôm nay. Thì cũng hy vọng rằng là trước tiên là mình phải cho mình cơ hội cái đã, thì thành ra là em nghĩ trước tiên là mình phải thực hiện cái thủ tục của chương trình đề ra cái đã, rồi mình sẽ có những cái kế hoạch của mình. Dạ lúc đó thì mình sẽ trao đổi nhiều hơn. Rồi. Đặt tay vào nút bấm nha bạn. Đặt tay vào nút bấm. Rồi, trước khi bấm nút, chúng ta hãy nhắm mắt lại, xem những gì đã trải qua, cảm nhận xem trái tim mình có rung động thật sự hay chưa. Bởi vì các bạn bấm nút là các bạn trao duyên với nhau, chứ không phải bấm nút để ta đi uống cà phê, cà pháo. Bấm nút là đồng ý chấp nhận hẹn hò với nhau. Nha. Phải thật sự rung động, hẳn bấm, đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả. Có yêu thương với nhau, có sự rung động với nhau thì ta có mới có một cái tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng thầy giáo. Nắm tay nhau đi thầy cô ơi. Mối tình đầu đó.